Hello, xin chào các bạn Ở video kia, các bạn đã được chứng kiến siêu phẩm thí xe Được xếp vào hàng thứ 5 trong số top 10 ván cờ của pha thí quân hay nhất mọi thời đại Hôm nay mời các bạn đến với siêu phẩm đứng thứ tư, Đó là ván cờ giữa hai đại kiện tướng Egeni Vladimirov và Vladimir Episin Trong khuôn khổ giải cờ vua tưởng niệm đại kiện tướng đầu tiên của Uzbekistan Diễn ra vào năm 1987 Evgeny Vladimirov là một đại kiện tướng, huấn luyện viên cờ vua người Kazakhstan. Ông cũng là trợ lý trong đội ngũ hỗ trợ cho vua cờ Garry Kasparov trong trận tranh ngôi vua cờ diễn ra năm 1986 giữa Garry Kasparov và Anatoly Karpov. Còn Vladimir Episin là một trong những đại kiện tướng hàng đầu của Liên Xô. Ông cũng là trợ lý cho vua cờ Anatoly Karpov từ năm 1987 đến năm 1996. Hóa ra đây là ván cờ giữa hai vị trợ lý, một người là trợ lý của Gary Kasparov và một người là trợ lý của Anatoly Karpov. Vậy ván cờ này nó hay như thế nào mà được bình chọn làm thứ tư trong số 10 ván cờ có pha thí quân hay nhất mọi thời đại? Thì mời các bạn theo dõi ngay sau đây. Ở ván này, Vladimirov được cầm quân trắng đi trước. Ông mở màn với nước tốt E4. Vladimir Episin đáp trả bằng nước tốt C5 triển khai thế trận phòng thủ Sicilian. Tiếp theo, trắng đi mã F3, đen đi tốt D6. Trắng để tốt D4 gạ đổi. Tốt đen ăn tốt trắng, mã trắng ăn lại tốt đen. Đen phát triển mã F6 tấn công tốt trắng. Trắng nhảy mã C3 bảo vệ tốt. Nếu đen đẩy tốt A6 thì sẽ hình thành biến Najdorf nổi tiếng trong khai cuộc phòng thủ Sicilian. Nếu đen đẩy tốt G6 thì sẽ hình thành thế trận con rồng trong khai cuộc phòng thủ Sicilian. Còn ở ván này, đen đẩy tốt E6 hình thành một biến có tên là Skevenizen. Trắng đẩy tốt G4, chuẩn bị đẩy tiếp tốt G5 tấn công mã đen. Đây chính là biến Keres Attack trong thế trận Skevenizen. Được đặt tên được đặt theo tên của thánh nhọ Paul Keres. Đen để đẩy tốt H6, ngăn tốt trắng tiến tiếp lên G5. Trắng đầy tiếp tốt lên H4 Bảo kê cho tốt G4 tiến lên G5 Đen phát triển tượng E7 Chuẩn bị nhập thành Trắng theo kế hoạch để tốt G5 Tấn công mã đen Tốt đen ăn tốt trắng Tốt trắng đang bị ghim không thể ăn lại Cho nên là trắng lấy tượng ăn tốt đen Tiện đường phát triển tượng luôn Đen phát triển mã C6 Và gạ đổi với quân mã mạnh Ở trung tâm của trắng Trắng không đổi mã với đen Mà lên hậu D2 chuẩn bị nhập thành xa đen cũng chưa vội đổi mã với trắng mà để tốt A6 ngăn mã hoặc tượng trắng lên B5. Trắng theo kế hoạch nhập thành, đưa vua vào vị trí an toàn và đưa xe sang D1 trông quân với hậu trên cột nửa MD. Đen phát triển tượng D7 mở đường cho xe qua C8 kiểm soát cột nửa mờ C. Trắng đẩy tiếp tốt F4 dừng cao hàng tốt tấn công phía cánh vua. Bây giờ nhận thấy các quân đã bày binh bố trận xong nên đem đổi mã với trắng hậu trắng ăn lại mã đen. Đen đi tượng C6 chiếm lĩnh đường chéo lớn, kết hợp với mã gây sức ép lên tốt trắng E4. Trắng dịch xe sang G1 tháo ghim cho tốt và kiểm soát cột nửa mở G. Lúc này thì đen không dám nhập thành nữa bởi vì nhận thấy trắng đang có thế công khá mạnh phía cánh vua. Đen lên hậu A5 kiểm soát hàng ngang số 5, dình dập tốt trắng A2, sau đó thì có thể nhập thành xa. Trắng đi tượng H3 liên kết xong xe và làm bàn đạp để đẩy tốt lên F5. Đen qua hậu C5 gã đổi với hậu trắng nhằm phá hủy súng cao su của trắng trên cột nửa MD. Trắng thì đương nhiên không đổi hậu với đen mà lùi hậu về D3. Đen lên đẩy tốt B5 dâng cao hàng tốt phía cánh hậu chuẩn bị đẩy tiếp tốt xuống B4 tấn công mã trắng. Trắng theo kế hoạch để tốt F5 gã đổi nếu tốt đen là tốt trắng thì tượng trắng ăn lại tốt đen và kiểm soát oc 8 Đen không thể nhập thành xa cũng như đưa, đưa xe sang C8 để kết hợp với hậu kiểm soát cột nửa mở C được. Ở đây đen nên đẩy tốt E5 tránh giao chiến. Khi đó thì tượng trắng sẽ trở thành phế vật. Tuy nhiên đen lại lựa chọn một phương án có phần khá là hiếu chiến. Đó là tiến tiếp tốt xuống B4 tấn công mã trắng và đây là một sai lầm. Chớp lấy sai lầm này thì trắng lùi tượng về e3 tấn công hậu đen. Đen chỉ có cách chạy hậu a5 hoặc là e5. Và đen lựa chọn chạy hậu a5 rình ăn tốt a2. Nếu trắng chạy mã sẽ bị mất tốt a2. Do đó, trắng không chạy mã mà đi hậu c4 tấn công lại tượng đen, đồng thời bảo vệ tốt a2. Tiếp theo, đen có thể bình xe C8 để giữ tượng và kiểm soát cột nửa C Nhưng mà đen lựa chọn lùi trước tượng về B7 Sau đó thì chắc là mới bình xe C8 Bây giờ nếu trắng chạy mã Chẳng hạn chạy về B1 Thì đen sẽ bình xe C8 tấn công hậu trắng Trắng chạy hậu B3 Tượng đen ăn tốt trắng Kết hợp cùng xe tấn công tốt trắng C2 thì trắng sẽ toang Do đó ở ván cờ thực tế Trắng không chạy mã mà quyết định lấy tốt f5 ăn tốt đen e6 và thí mã tốt đen ăn mã trắng và đen lãi được một mã đen hí hưởng mừng thầm quả này thì mình xe c8 rồi lấy tượng ăn tốt trắng e4 thì trắng còn gì nữa đâu mà khóc với sầu tuy nhiên ai khóc ai sầu thì hồi sau sẽ rõ tiếp theo trắng lấy xe ăn tốt đen g7 nếu bây giờ tốt đen là tốt trắng chiếu thì trắng sẽ không ăn lại tốt đen Mà chạy vua B1 Đen bình xe C8 tấn công hậu trắng Thì tốt trắng ăn tốt đen Chiếu Đen chạy vua F8 Thì trắng phi tượng vào H6 Dọa nước sau phi xe xuống G8 Chiếu hết Đen không thể cản phá Đen chạy vua D8 Thì trắng chạy hậu E6 Sau đó lấy xe ăn tốt D6 Và có đánh kiểu gì thì đen cũng sẽ toang Do đó ở ván cờ thực tế Đen có lựa chọn chính xác là để tốt D5 tấn công hậu trắng Nhằm cắt đứt mối liên kết của hậu với tốt trắng E6 Trắng chạy hậu B3 Giờ thì tốt đen mới ăn tốt trắng chiếu Ở đây trắng lấy vua ăn tốt đen cũng được Nhưng mà thực tế thì trắng chạy vua B1 Biến luôn tốt đen thành tấm lá chắn cho vua Thấy không làm gì được trắng mà vua mình lại tơ hơ giữa bàn cờ đen hiệu b5 gã đổi hậu lần thứ hai. Nếu hậu trắng ăn hậu đen thì tốt đen ăn lại hậu trắng mở thông cột a cho xe đen kiểm soát, không có lợi cho trắng. Do đó thì trắng không đổi hậu với đen mà lấy tốt ăn tốt đen, chiếu. Đen chạy vua f8 tấn công xe trắng. Trắng binh xe g1 liên kết song xe. Hậu đen ăn hậu trắng. Trong tình huống này thì khẳng định 99,99% ,99 chúng ta đều sẽ ăn lại hậu đen 0,01% còn lại thì chắc chắn là không biết chơi cờ Thế thì trắng thuộc 99,99% ,99 hay là 0,01% Thưa với các bạn là trắng chẳng thuộc về phe nào cả Bởi vì trắng không thèm ăn hậu Mà phi tượng lên H6 thí cả tượng What? Và máy tính đánh giá đây là nước đi thiên tài đây cũng chính là nước đi đã làm nên tên tuổi của ván cờ này, giúp nó đứng vào hàng top 4 trong số những nước đi hay nhất mọi thời đại. Nếu xe đen ăn tượng trắng thì xe trắng g8 chiếu. Vua đen ăn tốt trắng thì xe trắng g7 chiếu hết. Mã đen ăn xe trắng thì tốt trắng ăn mã đen phòng hậu cũng chiếu hết. Do đó ở ván cờ thực tế đen có lựa chọn chính xác là nhảy mã lên G4 thí mã nhằm cắt đứt mối liên kết song xe. Nếu tốt trắng ăn hậu đen thì mã đen ăn tượng trắng và đen sẽ hóa giải được đòn tấn công của trắng. Khi đó với lợi thế hơn hẳn hai quân nhẹ đen sẽ dễ dàng giành chiến thắng. Nếu xe trắng ăn mã đen thì xe đen ăn tượng trắng, xe trắng G8 chiếu thì vua đen ăn tốt trắng. Xe trắng G7 chiếu thì đen chạy vua F6 Trắng không thể dồn chết đen được Tốt trắng có ăn hậu đen thì đen đổi xe với trắng ngay Và với lợi thế hơn hẳn một tượng Thì đen cũng sẽ dễ dàng giành chiến thắng Trở lại ván cờ thực tế Trắng không ăn hậu đen Cũng không ăn mã đen Mà bình xe H7 chiếu mở Đen chỉ có nước duy nhất là phải lấy mã ăn tượng trắng Xe trắng ăn xe đen Chiếu Vua đen ăn tô trắng Xe trắng H7 Chiếu bắt mã Đến lúc này Biết là cô cố gắng Cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi Đen hành dừng đồng hồ chịu thua Nếu tiếp tục thì ván cờ có thể diễn ra Theo những tình huống như sau Vua đen chạy E6 Thì xe trắng ăn mã đen Chiếu tiếp Rồi sau đó thịt nốt hậu đen với lợi thế về chất và hơn hẳn một tốt thông thì trắng sẽ dễ dàng giành chiến thắng. Vua đen chạy F8 thì tốt trắng ăn hậu đen, đen chắc chắn mất thêm con mã nữa. Bởi vì nếu chạy mã thì chỉ có thể chạy về F7, khi đó thì trắng phi tượng vào E6 bắt chết mã đen. Nếu mà đen chạy mã thì xe trắng G8 hay là H8 cũng đều chiếu hết. Như vậy, trợ lý của Gary Kasparov đã chiến thắng trợ lý của Anatoly Karpov với một nước đi thực sự là đẳng cấp và khác biệt. Nước cờ này quả thực có 1 0 hai trên đời. Ván cờ sau này được đặt tên là Vladimirov Thunderbolt, có nghĩa là tia xét của Vladimirov. Quả không thèm an hậu mà phi thẳng tượng của H6 thì không khác gì thần rớt dùng lưỡi tầm xét đánh vào đối thủ. Với pha thí tượng quỷ khóc thần sầu, ván cờ xứng đáng được chess.com bình chọn đứng top 4 trong danh sách 10 ván cờ có pha thí quân hành nhất mọi thời đại. Những siêu phẩm như này thì sẽ còn tồn tại mãi mãi, trường tồn cùng 5 tháng. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.